Tụi em không có làm TikTok, tụi em làm YouTube không à? Coi bên bên cái bên cái bên cái kênh này nè. Bên nào? Nè. Đó là TikTok. Có coi bên cái kênh đó không à? Đúng rồi, coi coi YouTube đi, coi mà YouTube. Mà coi bên cái kênh đó lúc nào cũng mở ra cũng to hết trơn á. Đúng rồi. Hồi chị coi những chủ đề. Coi nó đề xuất. Coi chủ đề từ lúc đó chị coi hoài. À, hả? Ờ, sao tôi mở? Còn tôi nói gì tối ngày tôi thấy mở lên toàn là thấy cái đó không à. Mà tôi mở suốt đêm luôn. Mà chị mở coi, suốt ngày suốt đêm luôn. Chị coi trên đó nó đâu có đầy đủ đâu. Chị coi YouTube đâu có đầy đủ. Sao 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 sao. Cái đó nó cắt cắt đồng đoạn không à. Hôm qua thấy nó cho. Cô mở bên YouTube á. Dạ đúng rồi. Tôi mở thấy luôn. Đúng rồi. Hôm qua nó phát trà sữa đó. Đúng rồi. Bên YouTube á. Thì ở đây tụi em quay là tụi em quay đây là lát bệnh nó có đó. À vậy hả? À. Nó đâu đi quay đâu ở nhà không đó. Ít lắm, cũng có người đi quay mà ít. Chị mà nó ngắn không à, không có dài. Có lẽ là chị thương chị Hồng Loan nên coi, coi đúng không? Tại vì nhà đang đánh nha. Ủng hộ chị Hồng Loan hả chị? Mở coi, giờ nó coi trên mộ có mà coi ở đây cũng có mà. Coi con Hồng Loan đi đâu là vẫn có chứ. Mà dù nó đi tiệc đi rồi là vẫn đúng có. Đúng rồi chị, nhưng mà thời gian nó ít lại. Mà chị coi là có nghĩa là mình ủng hộ chị Hồng Loan đúng không? Ủng hộ chị Hồng Loan, do ủng hộ Hồng Loan không? Hả? Em chỉ thấy trời ơi, tối ngày mấy ông cứ suốt vậy á. Trời mưa gió tụi em mới đi nắng rồi cũng gió. Phải đi để gửi lên cho khán giả cũng giống như là chị vậy đó, được được, được xem. Trời cực lắm chứ đâu có sung sướng đâu đúng rồi. Mưa gió xem được rồi tụi em cũng cần. Đó chị nhớ là qua bên đi đi bán xong rồi về nhà là mở là coi suốt cho tới giờ đi ngủ luôn á. Chị vô YouTube đi, vô YouTube chị coi ủng hộ tụi em. Vô cái YouTube là nó nằm ở chỗ nào không biết. Chị mở đi em chỉ cho. Tại vì tôi không có mạng, đây có mạng rồi mở. Thì mở lên trước, ở đây có wifi. Rồi, chị thấy kéo lên cái nữa. Để xin chào Yến Ngọc nha. Rồi đây cạnh rồi, anh chị đi. Túp nằm trên, đây, trên đó kìa, đây, cục trên kìa. Ở trên kìa, bên đây. Đó, chị thấy cái nút đỏ không? À. Đó, chị vô đây ha. Rồi, ví dụ em ví dụ bên tên em có mạng đâu rõ thì vô đây cho chị coi à, có mạng đâu đó, đi vô đây là chị tìm đó. Đó nó có mạng rồi đó, chị đánh dễ vậy là cô biết rồi chị đánh vậy là thấy cái kênh của em là thấy chị đang luôn á đang ngồi rõ là cái video ở bên đây nó sẽ dài chị xem được nhiều 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 véo về đó còn bên kia nó ngắn ngắn không à. Ở đây là đúng rồi, cái kia mình coi nó ngắn ngắn không à. Đúng rồi, nó không ngắn. Nó ngắn một phút. Cái này là từ 8 phút rồi chưa lên không mình chị. Còn đây là 8 phút, 9 phút, 10 phút khi là chị vô like nó cả 2 đăng tiếng luôn. Này, giống như ông này em đang like nè, chị like là mấy tiếng luôn. Lo mấy chị coi từ đầu tới đuôi luôn á. Là tối chị mở lên chừng 2 like là chị ngủ tới sáng luôn vẫn còn. Để em tụi em like là tới sáng ngủ chị. Ngồi đây tới sáng luôn á, chấp nhận luôn. Má dữ vậy hả? Dạ. Vậy mấy ông mới có tiền nhiều. Tiền đâu có tiền đâu. Tiền đâu chị? Kênh nhỏ mà tiền chỉ có không tiền. Không có bây giờ đừng nói là YouTube gì gọi là đam mê thôi chứ không phải là gì tiền bạc. Đấy chứ không phải là mình làm như vậy là tiền. Đối với một số kênh lớn. Không có nhưng mà thấp lắm. Tụi em là tháng của em bây giờ là gì có mấy trăm tụi ngàn. Em mà kiểu, bỏ tiền mấy à? Đổ xăng không á. Đúng rồi. Chưa thu nhập để. Như em là tháng em có 1.2-1.3 chứ nhiêu một tháng á. Rồi em từ dưới nhà bè chạy lên đây mà chị thấy là tiền xăng tiền ăn tiền uống đủ thứ mà không phải than đam mê không phải than để chị biết chị hiểu nói chung là để chị hiểu thì chị hiểu thôi chứ mà đồng ý là có người ta coi nhiều người ta ra tải lên mấy mình mới có tiền chứ dạ chị nói đúng chứ không phải là thì đó thì nếu mà chị xem và chị chia sẻ chị giới thiệu người khác nữa gieo người xem á đặc biệt là coi quảng cáo nha chị thường đó là coi quảng cáo ủng hộ tụi em giống như là có tiền hay không là có quảng cáo á sau khi mở video lên á mà trên cái video nó có quảng cáo đó mình coi cái quảng cáo đó coi cho vui quảng cáo cho vui đừng có bỏ qua nhiều thì tụi em sẽ có kinh phí tiền từ cái những cái quảng cáo trên cái video á dạ nó đó là thì cô chú anh quảng cáo nó sẽ trả cho xem quảng cáo nha bởi vì là nhớ là
còn chị cái lên bỏ qua được thì bỏ qua, cái nào không bỏ qua được thì mình coi hết quảng cáo giùm nha. Thí dụ như nó quảng cáo mà 2-3 phút thì mình bỏ qua, nó có cái mũi tên bỏ qua mình bấm qua, còn 15-20 giây thì cố gắng coi giúp tụi em. Có cái điều đặc biệt là coi video mà thấy cái gì mà bực bực đừng có chửi tụi em coi nghe. Đúng rồi, góp ý nó có chỗ bình luận biết á, góp ý để vô do kênh nào kênh nó bị mài bị giật hay là bị em quay vậy em làm vậy đúng nè. Khang ơi em Phúc ơi mình làm vậy làm vậy. Tụi em cũng ở đứng ngoài đường, ngoài mưa, ngoài gió. Nó vô kinh của em, mày băng ơi, mày làm sao lắm. Tôi lúc nào cũng mở lên là thấy. Trời ơi, chị thấy khổ lắm. Nhiều khi cái tiêu đề tụi em viết, nhiều khi nó bị dính chữ. Nhiều khi mình sơ ý, mình lúc mà có người đông đến á, để chủ yếu mình quay tiếp á, mình đánh cái dính hoặc là nó sai cái gì trời cũng lên chị bất coi đời. Rồi ha, khổ lắm. Coi tụi em rồi, chị có giờ chị ủng hộ Hồng Loan chưa? Có, ngoài giờ mới bước qua mua ủng hộ đi. Giờ mua nó hoài, mua bánh, mua quấy, mua hoài vậy. Ngon không chị? Ngon vậy. Ăn bạc có gì ngon? Dạ, ngon. Cái gì á? Cơm cháy hả? Cơm cháy nè, rồi mít nè, rồi chùm ruột nè. Ngon ha. Chị có mua yến chưa? Có ý là mua yến đi. Yến không? Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn chị nha. Chị lắc giờ thấy kênh chị là kênh chị là đại kênh YouTube á. Lấy chị mở đi là thấy chị rồi đó. Chị gái vui tính dễ thương luôn chị ơi. Chị gái rất là vui tính dễ thương luôn. Hiện tại anh Chánh, chú Chánh cả nhà cũng đang ngồi đằng trước nha cả nhà. Chú cũng mới dưới Đồng Tháp lên nè. Nhìn chú rất là thật thà luôn đó nha. Dạ rất là dễ thương luôn. Dạ hồi nãy thì có một cô cũng rất là yêu mến và thương chị Hồng Loan, cũng đã mua đồ ủng hộ chị Loan rất là nhiều luôn. Dạ thì cũng có đến chia sẻ rất là nhiều chuyện luôn. Thì anh em cũng có quay lại để gửi clip lên để mà chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem á. Các quan quý cô chú anh chị mình xem phải cho nhân xin một lượt like hoặc đăng ký nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình like mình mạnh lên cho hậu nhân để kênh có đề xuất cả nhà. Hậu nhân chúc cho cả nhà mình một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều tiền. Chúc cho cả nhà mình tiền vô như nước sông Đà, mà tiền ra như gã như cà phê đen. Chúc cho cả nhà mình tiền mà chắc như núi cao luôn nha cả nhà. Dạ. Thì đây là trước cảnh buổi tối tại nhà chị Hồng Loan đây cả nhà. Thì bên kia là cái quán hủ tiếu bán rất là ngon luôn cả nhà. Hậu nhân hơi bị ho, hơi giật, màn hình nó hơi bị giật chút xíu, không nhà không cảm nha. Dạ thì chị Thảo cũng đang ở bên trên và lao bàn thờ cho con Năm chú Linh nữa cả nhà. Dạ. Dạ video cũng khá là dài rồi, hậu nhân cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi nhé.